Đó, bây giờ một củ à. À. Cô này nè. Đi bay. Nãy câu sớm sớm mình làm luôn hai con luôn, coi lộn ruột nó để nó ba ra quay. Ông giặt ơi, sẵn tay giặt ơi. Xong tô mì giờ mình múc ra tô nè. Chào anh em, bữa nay mình sẽ quay cho anh em xem một cái bữa ăn sáng. Đây mình chuẩn bị một cái, mình vừa rồi mình có làm một con bạch tuộc vừa mới câu lên cho anh Nam câu. Đó, anh Nam đang ngồi câu nè. Bên cạnh đó thì anh Nam còn có câu được 4-5 con cá thẩn. Anh Tý ở đằng trước kia cũng câu được vài con. Thì con bạch tuộc này mình sẽ lấy để phái cái gói mì tôm ăn sáng. Lần này mình có mang ra mấy gói mì cây anh em. Đó, mì cây mình đang nấu nè. Giờ chớ bạch tuộc nãy làm vô. Còn dính nè anh em, còn dính nó không chịu hở ra khỏi to luôn. Lấy đũa gắp ra. Đây, gấp mấy miếng này nó còn dính nè. Bỏ vô trong cái xô mì cây luôn. Cây nấu nãy giờ khô nước. Rồi, vào sẽ gói gia vị. Gói gia vị với gói ớt của mì cây vô. Mì cây này có gói ớt bỏ vô nó... nó lên màu nhìn nó đẹp. Đây. Đó, bỏ gói ớt của nó vô. Đây cái gói súp của nó nè. Thì cây này mình mua ở siêu thị. Ra ăn thử. Đấy. Xé cái gói hành của nó luôn. Ê, nóng quá. Đây nè, hấp dẫn không? Giờ nó lên cái màu nhìn hấp dẫn không? Chớ thêm nước vô cho khô quá khô. Đây là cái bữa ăn sáng nha anh em. Đây, chớ thêm nước vô. Cây của Hàn Quốc siêu cây cấp độ 7. Quay ra cái gói súp nó về nó mới ngon. Rồi bỏ gói súp rồi anh em kéo thẳng này mặc anh em. Khổ à. Đâu đâu ông sẵn tay ông bắt luôn đi. Tay đang ấy không ạ? Tao đâu. Đây đây đây, má câu thêm con một củ nữa. Mau anh chung. Nó đi mau gấp. Đó. Ê. Cầm tay quay thử nè. Đó, má câu thêm con một củ nữa. Nãy câu sớm sớm mình làm luôn hai con luôn, coi lộn ruột nó để nó ba ra quay. Ông giặt ơi, sẵn tay giặt ơi. Củ nó bò đi nè. Đó. Đây. Lon ruột nó để nó bò đi á. Thăm chừng tô mì cái. Đó. Tô mì chín nè anh em, hấp dẫn không? Rồi. Tô mì đẹp quá. Giờ mình trút ra tô thưởng thức thôi. À, đây anh em, đây mình múc xong tô mì giờ mình múc ra tô nè. Múc ra tô một nửa thôi mình ăn.
cho nó nguội nó dễ ăn. Còn này trong son, cái mì này á mình nấu ở trong son nó mới chín, chứ còn mà mình chớ là nó không có chín. Cái mì cây này cái cọng nó dẻo ghê, nên nấu trong son chớ vừa đủ cái lượng nước của mì nó mới ngon, chứ chớ nhiều quá thì nó lạc cái vị của nó. Mình đang ở hiện tại mũi mũi điện Đại Lãnh nè anh em. Đó, đây là cái nơi đón bình minh đầu tiên của đất nước Việt Nam á. Thì đây là không phải là cái điểm cực đông của Việt Nam chúng ta, giống như trên một số tài liệu đã từng công bố. Nhưng bây giờ người ta đã sửa đổi lại và chính xác cái điểm cực đông là nó nằm từ này đi xuống ở dưới kia. Đây mình quay luôn cái điểm cực đông, bữa nay mây mù nó che khuất rồi. Điểm cực đông nó nằm thuộc Đại Lãnh, bãi dài Đại Lãnh, nó đi ra nó đâm ra khơi hơn cái mũi điện Đại Lãnh, thì đó gọi là mũi đôi. Hôm nào thì mình đi ngang qua đó là mình quay mũi đôi cho anh em xem. Thì cái mũi đôi nó nằm lắng ra biển khoảng hơn vài trăm số so với cái mũi điện của Đại Lãnh. Nhưng mà tuy nhiên cái độ cao của mũi điện Đại Lãnh nó cao hơn so với cái mũi đôi, cho nên là cái nơi đón bình minh đầu tiên và lý tưởng nhất vẫn là cái mũi điện Đại Lãnh nha anh em. Đó, ghe mình nó trâu hơi xe, mình đang thả rơ ghe để câu cá với một phủ, cho nên là nó nằm cách cái mũi hải đăng Đại Lãnh nó hơi xe xíu. Lát xíu nữa hay là hôm nào đó thì mình sẽ quay cận cảnh cái mũi điện Đại Lãnh cho anh em xem. Đó, đây mình quay ở tầm xe ha. Dọc theo mũi điện Đại Lãnh thì nó có con đường dọc biển rất là đẹp. Thôi, đó là những cái chuyện bên lờ. Mình quay cái cảnh xung quanh của cái nơi mình đang neo đậu tí xíu. Còn vấn đề quan trọng bây giờ vẫn là cái tô mì. Xin mời hết toàn thể anh em ăn sáng nha. Những anh em trên thuyền thì cũng ăn sáng tí xíu đỉnh gì đó rồi. Bây giờ đang nằm online, anh Nam đang câu tiếp một con nữa. Mật tiếp anh em ơi. Mật hả? Đó. Một củ nữa nè anh em. Đau dơ tay coi thử anh em. Đó, bây giờ một củ á. Đi bay. Quá đẹp. Khu này mình vừa câu cá thẩn, vừa câu một củ luôn. Đẹp quá. Đây bây giờ mình thưởng thức tô mì thôi, mời anh em. Ngon quá. Này mua ở siêu thị, trước đi siêu thị mua chục gói, mang xuống ghe em thử vài gói, vậy nó hơi cay không? Nó hơi cay nên ăn nắm để đi ngồi lái nữa sốt ruột nên không có mang nhiều. Đây ăn mì cay với mực phủ bạch tuộc. Quá ngon. Đây anh em, bây giờ mình múc luôn cái phần mì cây còn lại ở trong son mình thưởng thức luôn. Sau khi thưởng thức xong nửa tô, mình thưởng thức nửa tô nữa. Mì này nó được một cái là mình nấu trong thời gian lâu nó mềm mì, chứ nó không có vẩy mì giống như cái mì gói của Việt Nam mình.
mì này người ta nhập khẩu bên Hàn Quốc. Siêu cây cấp độ 7 đó, cái son đó này. Nấu xong nước súp rê dẻo kêu chu che. Đây bây giờ mình sẽ thưởng thức cái phần mì cây còn lại, xong rồi rửa son. Xin chào và tạm biệt anh em nha. Có một cái điều gì hay ho nữa thì mình sẽ quay anh em xem.